Mến chào quý vị và các bạn, rất vui là được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp. Hôm nay thì em lại đang có mặt ở sông Thành Công, Thái Nguyên, đang đứng trước một căn siêu phẩm nhà vườn 21 x 10, 4 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Ngôi nhà đã hoàn thiện được khoảng 90% rồi các bạn, quá đẹp luôn. Và điều khác biệt nhất ở trong ngôi nhà này là có lối đi thông hiên, đi từ sảnh chính sang sảnh phụ, đi vào bếp. Cái kiểu này thì cũng rất là đẹp, khi mà các bác treo lan chơi cây ở phía trước cực kỳ là đẹp luôn đấy. Và điểm khác biệt nữa là tất cả những mẫu nhà vườn của em đang làm là 5 bậc, nhưng ngôi nhà này thiết kế xuống 3 bậc. Nếu nhìn thoáng qua thì các bác chê là ngôi nhà hơi thấp đúng không ạ, nhưng ở đây là có ý đồ của chủ nhà, bởi vì ngôi nhà này là ngôi nhà dưỡng già của một bạn cũng bằng tuổi em, là sinh năm 74, là 50 rồi đấy. Thì khi chúng ta hình dung khi về già, mỗi một bước chân đi nó đều rất cần là phải cẩn trọng chắc chắn. Và 3 bậc thì nó rất phù hợp với tuổi già, khi mà chúng ta đi lại nó đỡ vất vả hơn so với 5 bậc quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị đi tiếp vào bên trong để tham quan ngôi nhà. Tổng cái mảnh đất này là đang 28m mặt tiền. Chiều sâu nó cũng tương đối là hạn chế, nên khi chúng ta thiết kế 3 bậc thì cũng đồng thời là cái sân của chúng ta được rộng hơn. Bạn chủ nhà này thì cực kỳ yêu thích cây cảnh và chim lan địa là bạn ấy chơi cũng rất là nhiều đó. Và dự kiến là sau hai bên hiên này là sẽ treo lan và treo chim cây, và sẽ trang trí cây ở ngoài này nữa. Còn cuối kia là khu vực nhà xe, dự kiến là sẽ cất được 2 con ô tô. Và ngay cạnh bên đó là cũng có một vệ sinh chung. Và cái nhà đó nó rất hay, khi mà chúng ta có công việc gì đánh xe ra ngoài là chỗ đó nó sẽ là trung tâm hậu cần đấy. Cái ngôi nhà nông thôn đẹp đến đâu thì đẹp, nhưng nó phải đáp ứng được những cái sử dụng hàng ngày của chúng ta. Giờ xin mời quý vị và các bạn đi vào bên trong để tham quan công năng của ngôi nhà. Về ngôi nhà này thì gỗ là được thiết kế full luôn. Bạn chủ nhà thì cũng là chủ xưởng gỗ luôn, nên là rất nhiều gỗ đó. Và cái điểm nhấn đặc biệt là cái lối hiên này, đi thông từ sảnh chính sang sảnh phụ, kết nối với nhau rất là hay đó. Chào mời quý vị và các bạn đi vào bên trong để tham quan tiếp công năng của ngôi nhà. Thấy chưa? Thiết kế hệ cửa 4 cánh, nhưng mà 2 cánh đứng, 2 cánh mở. Phía bên 2 cánh đứng thì cũng trang trí những cái hốc tủ luôn, để sau chúng ta có thể để đồ vào đây. Đấy, để đồ trang trí vào đây. Và nó cũng là điểm nhấn, điểm lấy sáng cho ngôi nhà. Phòng khách vay mượn không gian của phòng bếp bằng cái hệ tủ gỗ vách ngăn. Bên đó là sẽ là cái hệ tủ để vay mượn không gian, phòng bếp, phòng ăn cũng được rộng và phòng khách cũng được rộng quý vị nhé. Nhiều quý vị cũng sợ mùi, nhưng ở đây là bạn ấy đã giả sử cái tình huống nếu có mùi làm cửa kính nhá. Đấy, cái cửa vách ngăn. Và đặc biệt là cái khu đó chỉ là khu bếp ăn thôi. Đây, em đến đến đây luôn. Khu này chỉ là khu phòng ăn thôi. Đấy, còn bếp của bạn đã được đóng cửa kính vào đây rồi. Bạn này tính rất cẩn thận luôn, sợ mùi đây này. Đấy. Và khi chúng ta nấu ở đây, đóng cửa vào thì hết mùi luôn. Và đồng thời cũng có cửa để đi sang khu sân nước, bếp phụ, khu phơi, khu giặt đây này. Đấy. Rất đủ luôn nha, khu phơi, khu giặt. Ok. Giờ mời quý vị và các bạn quay trở lại để tham quan không gian chính của ngôi nhà. Riêng khu bếp thì bạn ốp phun kịch tường và làm trần bằng cái chất liệu không phải là bằng gỗ, sợ nó ám mùi. Đó. Quá đẹp luôn, quá rộng luôn. Đấy, khi chúng ta thiết kế mà được vay mượn không gian ấy, thì ngôi nhà rộng vừa phải thôi, nhưng mà nó thành rộng thanh thang. Còn những ngôi nhà hẹp mà được vay mượn thì nó thành rộng, mà rộng rồi thì nó thành thanh thang ấy quý vị ơi. Và trong ngôi nhà này có 4 phòng ngủ. Bên này một phòng 16m². Đó. Cửa sổ lớn. Khu vực phòng thờ thì đã đẩy cao lên 5cm để thể hiện cái không gian thờ được trang nghiêm hơn, ấm cúng hơn. Và sau là sẽ có CNC ở phía trong này quý vị nhé. Đó. Và bên này thì có 3 phòng ngủ và 2 vệ sinh, một chung một khép kín. Tất cả các cái phòng ngủ của em đều rộng 16m² luôn quý vị ơi. Đấy. Và đi về phía cuối này là có vệ sinh chung này.
lavabo bồn rửa mặt này, vì có một vệ sinh nên là em thiết kế thêm cái bồn rửa mặt nữa ở đây. Trường hợp buổi sáng mà có người ở trong vệ sinh rồi thì chúng ta tiếp tục rửa mặt bên ngoài này và không bị ùn. Và đây có một cái cửa để thông gió, thông khí phía đông nam này quý vị này. Cái hướng này lại là hướng đông nam. Đấy. Còn hướng chính lại là tây nam. Tây nam thì nó rất là đẹp. Nó rất là vượng cho vợ con đấy quý vị ạ. Phòng master này của em là đang 20 mét nhá, không tính WC. Đấy, WC khép kín đây. View cửa sổ, view ra cổng cực đẹp luôn. Vị trí đẹp nhất của ngôi nhà luôn đấy ạ. Hoa đẹp, hoa đẹp. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem cái buổi chia sẻ của em đến đây. Nếu quý vị thấy ngôi nhà của em đẹp, chia sẻ chân thành, hữu ích, hãy cho em những nút thích kênh, nút đăng ký kênh. Cần chia sẻ nhiều hơn hãy đi cho em nha. Xin cảm ơn mọi người.